Đây rồi, được rồi anh. Trận này là trận thứ 3 nhỉ? Trận này là vào bán kết, thứ 2 là vào được hết. Thế chiều nay luôn đánh à? Thế chiều nay bán kết á? Mai mới đánh bán kết chung kết mà. Anh nhận cho thủ này, hay hết rồi. Thôi đừng hài phết. Hứt. À, trận tranh và bán kết đúng không? Trận tứ kết của Long Tô, cặp đôi nào nhỉ? Đôi đôi nào? Tỷ số đang là 22-17. Đứt, đánh lấy một lòng rồi. Chạm vợt. Anh ơi, mời anh ra ngoài. Anh nhìn chạm vợt không? Anh trọng tài có nhìn chạm vợt phải không? Mời anh ra ngoài à? Cái ta bảo chạm vợt thì anh như trọng tài nhưng anh không nhìn thấy, anh bảo ra ngoài. Kết thúc rồi. Hàn Văn bảo đội em tàn nắc một mí là đấy.